gợi ý trò trốn tìm nhưng mà không ai đồng ý. Bạn Hùng đã đưa ra câu trả lời đầu tiên của mình, đấy là playing. Yes, câu trả lời đầu tiên là playing. Lát nữa mình sẽ cùng xem là playing có phải đáp án đúng hay không nhá. Playing, mình có 2 playing, 3 playing, Hà Đình Vũ as well playing. Ok, mình sẽ thử xem nào. Yes, so the monster disappears. So it means it's the correct answer. Phạm Đình Quang to play à? Đằng sau suggest mình sẽ cộng với cả verb anh nhá. Ký ở đây thì chắc chắn các bạn thấy là chắc chắn là sẽ bị nghiêng rồi. Đúng chưa nào? Đúng chưa? Thế thì câu hỏi đặt ra là lúc đó cái năm ký này các bạn sẽ đặt ở đâu thì sẽ thăng bằng. Các bạn bảo là đặt ở số 5. À, đặt ở số 5 nhá. Đặt số 5 này. Bắt đầu này. Chiu. Vẫn nghiêng. Các bạn lại bảo là đặt ở số 6 này. Đặt số 6 này. Chiu. Bắt đầu gần được rồi đấy, gần được rồi đấy. Các bạn 8 là đúng rồi. Đúng rồi đấy. Okay, Kai, could you please read your work? What are those sentences you have constructed? The farmers, they work on the farm. This is a hard work because they have to work under hot weather. But I think it helps them to be healthy. It's better than work in the office.